Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá, họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Bây giờ Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có nhiều người giàu có bỏ tiền vào hòm. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật cho các con, trong những người bỏ tiền vào hòm, bà quá này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của dư của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, bà đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống thân mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay cho chúng ta một cái óc quan sát của Chúa Giêsu về những người họ bỏ tiền vào trong cái thùng dâng kính, dâng cúng đền thờ, để anh chị em hiểu được cái thùng tiền dễ thôi. Anh chị em nhìn ở cái nhà thờ An Nhơn này, và hầu như các nhà thờ thì cái thùng tiền dâng cúng đó, cái mục đích dâng cúng thường họ để ở trong nhà thờ hoặc là tiền sảnh nhà thờ, ít khi họ để chỗ khác lắm. Nhưng đền thờ Do Thái thời xưa là khác lắm. Người Do Thái khi đến đền thờ Jerusalem để cầu nguyện, họ không có được vào trong cái nhà như chúng ta ngồi vậy như thế này đâu. Cái nhà mà chúng ta có cái mái như vậy gọi là cái nhà đền thờ đúng hiệu đó, bé lắm. Chiều ngang nó chỉ có 7 mét à, chiều sâu nó chỉ có 15 mét, gấp đôi. Và cái nhà mà có mái đó là chỉ có những người tư tế mới được vào. Đó tư tế là ai? Giống như các linh mục mới được vào. Còn dân chúng thì không được phép vào cái nhà đó. Thế họ đến đền thờ họ cầu nguyện như thế nào? Thì cái đền thờ Jerusalem đó là cái nhà mà nó bé như vậy, nó nằm ở cái tâm, ở trung tâm. Nhưng mà chung quanh thì nó có quảng trường, nó có cái sân rất là rộng. Nó được bao chung quanh bởi cái hàng rào cao tới 5 mét. Và trên bức tường đó có thể lính đi lại được để quan sát, giống như anh chị em đi ra ngoài gọi là cái kinh thành Huế thì anh chị em tưởng tượng nó như vậy. Thế thì cái bờ rào nó bao chung quanh vậy, thì dọc theo cái bờ rào người ta lợp cái mái ra như cái mái hiên ấy, thì dân chúng sẽ đứng chung quanh các mái hiên bao chung quanh cái đền thờ như vậy. Thì cái quảng trường đó có khả năng chứa được khoảng 10.000 người đứng bao chung quanh. Thế thì khi vào như vậy thì họ sẽ trổ 4 cổng Đông Tây Nam Bắc, dân chúng vào sẽ đứng ở trên các cái mái hiên rồi quay vào cái tâm của nhà thờ để cầu nguyện. Và khi cái cổng vào như vậy, họ đặt cái hòm tiền ở ngay cái cổng vào, 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Vì cái cổng vào do đó muôn người đi ra đi vào rất là lộn xộn và đông người lắm, kẻ ra người vào nó nườm nượp. Chúa Giêsu ngài ngồi ở một cái góc đó, một cái góc ở cái cổng đó. Ngài quan sát người ta bỏ tiền vào cái hòm đền thờ. Và cái tiền này là cái tiền tu bổ đền thờ. Thì Ngài thấy nhiều người bỏ tiền lắm. Và trong đó có một người bà quá mà bỏ 2 đồng xu, mà Chúa nói đây là cái người nhiều giàu nhất. Thì có 2 cái vấn đề về khoa chú giải. Làm sao biết kẻ ra người vào nhiều như thế mà biết bà này bà quá? Làm sao biết bà này bỏ vào bằng 2 đồng xu? Tiền người ta bỏ vào người ta đâu có khoe ra đâu. Làm sao mà biết được? Đây là vấn đề khoa chú giải. Đối với người Do Thái đó, người bà quá làm sao biết bà quá được? Vì biết liền, nhìn cái mặt biết liền. Anh em biết tại sao không? Vì đối với người Do Thái, không một phụ nữ nào mà đến tuổi trưởng thành mà không lập gia đình. Luật là như vậy đó. Không có ý niệm đi tu như chúng ta hiện nay. Tất cả mọi người nữ phải lập gia đình hết. Vì thế Đức mẹ khấn giữ mình đồng trinh là dâng mình cho Chúa, nhưng mà cũng phải lập gia đình với ông Thánh Giuse về mặt pháp luật, kẻo rằng là người ta ném đá chết. Đây là cái luật buộc như vậy, chứ không có được là ở đồng trinh, không, luật Do Thái không cho phép.
Vì thế mọi người nữ phải có gia đình. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, tại sao biết bà này là hóa? Là bởi vì nếu luật Do Thái một người nữ có gia đình bắt buộc đi ra ngoài đường vào trong đền thờ phải có chồng đi theo. Và anh chị em biết luật Hồi giáo bây giờ là như vậy đó. Một người nữ ra đường mà nếu có chồng phải có chồng đi theo, mà không phải xin phép chồng mà có con trai đi theo, đi một mình ra ngoài là về là bị phạt cho mà xem. Luật Hồi giáo hiện nay bây giờ, luật Do Thái thời xưa như vậy. Nếu bà có chồng thì bà đi ra ngoài, bà phải có người đàn ông đi theo. Thế thì bà này chồng đâu mà đi một mình? Đấy là chuyện thứ nhất. Ai cũng thấy rõ một người đàn bà đi một mình, nếu là một người nữ đi một mình phải đi với cha mẹ, còn bà đi một mình có vấn đề. Bà hoặc là chồng chết, hoặc là bà đã vi phạm luật. Bà này là một người phụ nữ có gia đình và đã chết chồng, nên nhìn khuôn mặt tất cả mọi người Do Thái đều quan sát, đều biết cả. Nên Chúa Giêsu nói với câu chuyện này, người Do Thái họ hiểu ngay. Thứ hai, làm sao biết hai đồng trinh? Thế thì cái đồng tiền, cái hòm tiền á, thời xưa của người Do Thái đó, cái hòm nó không có giống như cái hòm tiền chúng ta đóng bằng gỗ hay là bằng cái bằng xi măng đâu. Thời xưa người Do Thái họ làm cái hòm giống như cái rương, anh chị em ai mà lớn tuổi biết cái rương ngày xưa, cái rương nó bằng thiếc, còn người Do Thái làm bằng đồng. Thế thì thời Chúa Giêsu tiền á, là tiền xu và tiền kẽm. Anh chị em biết tiền giấy của chúng ta hiện nay là mới từ thế kỷ thứ 16 phát minh ra giấy, chúng ta mới có tiền giấy. Mà bắt đầu các quốc gia in tiền giấy là khoảng từ thế kỷ thứ 19 mới có, tức là mới khoảng có 200 năm nay có tiền giấy thôi à. Còn thời xưa cách đây 2.000 năm không có tiền giấy. Thế thì tiền xu á, thì người ta sẽ đúc tiền xu, mệnh giá càng lớn thì đồng xu càng nặng. Thế thì việc các hòm tiền nó bằng kẽm, tức là nó bằng đồng. Thế người ta bỏ cái đồng xu vào thì có lỗ đồng xu, nó bỏ vào thì cái đồng đó nặng, nó kêu keng. Còn nếu cái đồng mà nhỏ thì nó kêu bẹt, bẹt, bẹt. Nghe cái tiếng là biết đồng tiền. Thế cái anh mà nó giàu á, nó vào nó bỏ về, nó bỏ nó ném xuống một cái beng, beng, beng. Tôi cho nhiều tiền. Bà này cho bỏ đồng nhỏ, nó kêu nhỏ, nó kêu bẹt, bẹt. Chúa Giêsu, anh chị em thấy ông Thánh Marco á, ông cũng rất là tế nhị, ông không có nói là Chúa Giêsu ấy đâu. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền. Anh chị em nếu nhớ cái cụm từ này, nghĩa là rất chú ý và lắng nghe cả cái tiếng kêu của cái đồng xu bỏ vào trong hòm. Và có lẽ tôi các bạn chú giải nói, có lẽ cái âm thanh nó quen rồi nên bỏ cái đồng xu đó. Chúa biết đó là đồng nhỏ nhất trong các mệnh giá, đó là đồng 2 xu. Tôi xin phép dừng lại khoa chú giải ở chỗ đó để nói với anh chị em hai điều. Điều thứ nhất đó, là giữa một công chúng đi qua đi lại rất súng sính, trong đó có mấy ông luật sĩ này áo sống dài rồi đi qua đi lại muốn chỗ nhất, mọi người chú ý đến tôi và tôi sẽ bỏ đồng tiền cho quý vị xem này. Tôi bỏ này, keng keng keng. Tôi muốn quý vị chú ý tôi và tôi gây chú ý với quý vị rằng tôi như thế này. Nhưng một bà góa khi bỏ 2 đồng xu vào, rón rén, không có chồng, nhẹ nhàng, êm ả, nói cho chúng ta cái gì? Cái vấn đề lớn lắm là bà này không hoàn toàn, mặc dù không chồng, nhưng bà ta không có mặc cảm về mình. Bà ta sẵn sàng bước tới, dù chung quanh tất cả mọi người bằng cái ánh mắt nhìn hau háu vào bà ta, một con người không chồng không con như thế này nặng nề, bà ta sẵn sàng vẫn tiến tới. Bà ta đóng góp phần của mình, bà ta muốn góp là tôi có một phần đóng góp cho đền thờ này. Anh chị em đứng về một phương diện nào thời sự đó, nhiều khi chúng ta mặc cảm về cái vị trí của chúng ta, chỗ đứng của chúng ta, khả năng tiền bạc của chúng ta, tài năng của chúng ta, chúng ta chột dạ, không dám xác định mình có một vị trí đóng góp cho gia đình mình, cho cộng đoàn mình, cho xã hội mình. Nhiều khi chúng ta có phải nghĩ rằng là tại sao người ta như thế kia, còn tôi thế này? Tôi cảm thấy mình bi quan và cảm thấy có thể là mình mặc cảm về mình. Chúng ta không được mặc cảm về chúng ta. Và anh chị em biết,
Tôi hay suy nghĩ điều này lắm. Nếu mặc cảm về mình, tất cả chúng ta thua hết mọi con vật, thua hết mọi con vật. Mắt chúng ta kém hơn con mèo, chân chúng ta kém hơn con ngựa, đầu của chúng ta suy nghĩ chúng ta kém hơn nhiều con, nó quái quỷ hơn nhiều. Nếu xét từng bộ phận, chúng ta kém hơn nhiều con vật, nhưng chúng ta lại làm chủ hết mọi con vật trong cái sự yếu đuối của chúng ta. Cái vấn đề được đặt ra là chúng ta thấy mình đóng cái vai trò gì và cái vị trí ấy nó ra làm sao, và tôi đóng trong khả năng như thế nào. Anh chị em biết là cái phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn no đó, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Các thánh tông đồ lắc đầu hết. Thằng bé nó có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nói thằng bé này có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đó là cái gì? Đó là phần ăn của nó, bố mẹ cho đi đường ăn. 5 chiếc bánh và 2 con cá, anh chị biết 5 chiếc bánh là gì? 5 chiếc bánh như bánh kẹp thế này này. Tôi đi Israel rồi, cái bánh kẹp của người Do Thái nó chỉ tròn thế này thôi. Và 5 chiếc thì nó giống như là một cái bánh mì. 2 con cá, 5 chiếc bánh và 2 con cá, mỗi con cá bằng 2 ngón tay, đủ phần ăn của một thằng nhỏ. Mà nó cho cái phần của nó, mà nhờ cái phần của nó, Chúa biến đổi thành cho 5.000 người ăn no nê. Nói cái khác, ngay một thằng bé và ngay cái nhỏ nhất của chúng ta đều có khả năng đóng góp cho thế giới này. Và đây là một vấn đề chúng ta không mặc cảm về mình, không tự ti về mình. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Chúa Giê-xu định nghĩa cái này, bà này cho nhiều nhất, bởi vì bà cho tất cả những gì mình có để nuôi sống thân. Tôi nghĩ cái câu này không phải là cho cái của cải tất cả. Tôi nói thí dụ, bây giờ tôi không phải là cái vấn đề là bây giờ tôi có một bát cơm, bây giờ tôi đang ăn, tôi cho anh chị các bát cơm, là tôi cho tất cả cái gì tôi có cho anh để nuôi sống thân tôi. Tôi không nghĩ như vậy. Tất cả những gì bà ta có để nuôi sống thân, anh chị em biết tôi nghĩ về cái chuyện gì không? Tôi nghĩ về cái phẩm giá mà nó làm nên đời sống của tôi. Nhiều khi có của nhưng mà xúc phạm đến phẩm giá của tôi, đau khổ lắm anh chị em, rất là đau khổ. Nhiều người có của suy sụp và họ sụp luôn bởi vì phẩm giá của họ bị chà đạp. Anh chị em rất thân mến, ai trong chúng ta ngồi trong nhà thờ này chưa từng bao giờ bị hiểu lầm và bị đau khổ vì phẩm giá của chúng ta bị chà đạp? Vu khống, thóa mạ, bất công. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ ứng xử làm sao? Nếu chúng ta đấu lại với kẻ bất công, bạo lực gia tăng. Người ta chửi chúng ta chửi lại, bạo lực gia tăng. Chúng ta sẽ cho cái gì? Thế giới hôm nay đang cần cái mà chúng ta cần để nuôi dưỡng chúng ta và làm nên phẩm giá của chúng ta. Tôi nghĩ cái rất cần trong thế giới này mà nó sẽ hóa giải tất cả, nó sẽ làm nên tất cả thế giới này, đó chính là sự tha thứ. Chúng ta có sẵn sàng tha hay không? Khó lắm, rất là khó, rất là khó. Nhưng cái đó lại là phương thuốc hóa giải tất cả. Nếu chúng ta không tha thứ thì hậu quả hai điều. Thứ nhất, thế giới luôn luôn xung đột. Tôi thú thật với anh chị em, tôi đọc báo lắm lúc bực mình lắm, nhưng biết nói sao được. Hầu như trên mặt báo suốt ngày, bên này ứng xử cái này, bên kia trả đũa cái kia, gần như tìm cách trả thù lẫn nhau. Gần như tìm cách trả thù lẫn nhau trên mặt báo hàng ngày. Nên tại sao thế giới luôn luôn lo sợ? Cái ông Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đó, anh chị em có nghe cái tên ông Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh không? Ông thầy Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là một trong những vị hòa thượng hiện nay, người ta nói là theo Guinness thế giới đó, trong hơn 2.000 năm lịch sử của Phật giáo thì ông đứng hàng thứ 10 sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông là một nhà thiền sư Việt Nam đi sang bên Pháp lập cái làng Mai. Bây giờ ông về Việt Nam, ông 90 tuổi, hơn 90 tuổi, và ông chọn quê hương Việt Nam là ở Huế. Và ông đợi, ông về đó ông nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho đến ngày ông viên tịch. Anh chị em có nghe, ai nghe Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh giơ tay xem nào. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh rất danh tiếng, rất danh tiếng, rất danh tiếng, có lẽ là rất danh tiếng, là rạng rỡ cho người Việt Nam. Tôi đọc rất nhiều sách và nhiều bài thiền của Ngài. Dĩ nhiên trong quan niệm của Phật giáo khác với chúng ta, nhưng có một điều mà tôi rất tâm phục, khẩu phục vị Hòa Thượng này.
vị hòa thượng nói cái câu này: Triều Tiên, Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên hôm nay đang tìm hòa bình. Quý vị cứ bảo rằng Bắc Triều Tiên nó có bom nguyên tử. Anh Hoa Kỳ cứ bảo mày phải giải giáp về vũ khí hạt nhân thì ta mới thả cho cái vấn đề khỏi cấm vận. Gốc rễ của vấn đề không phải là bom nguyên tử hay hạt nhân, nhưng gốc rễ của vấn đề là sợ người ta. Sợ người ta. Hoa Kỳ sợ Bắc Triều Tiên có bom nguyên tử, nó sẽ thả bom mình. Bắc Triều Tiên sợ Hoa Kỳ, nó mà dẹp cái bom nguyên tử của mình thì nó bom mình không còn bom nguyên tử nữa, bom hạt nhân nữa, thì Hoa Kỳ nó đem bom nguyên tử nó lại thả mình thì mình chết. Cả hai sống trong nơm nớp lo sợ, và vì thế không bao giờ có hòa bình. Cái gốc rễ đó chính là sợ hãi. Gốc rễ sợ hãi bởi vì con người ta không tha thứ cho nhau. Rồi vị hòa thượng này nói một câu thế này, rằng là gốc rễ của vấn đề là lo sợ bởi vì chúng ta không tha thứ. Nhưng trong Kitô giáo thì Đức Giêsu có dạy thế này, rằng hãy tha thứ cho kẻ làm khổ mình, cho kẻ thù của mình. Thì đối với Phật giáo điều này là có, Đức Giêsu dạy điều đó. Nhưng tôi phải nói là đây là một điều rất nỗ lực vô cùng, bởi vì tự sức con người khó lắm. Nhưng bên Phật giáo thì không có ý niệm về trời, Phật giáo không có tin trời, Phật giáo đều nói về cái bản ngã của mình hết. Nhưng thầy Thích Nhật Hạnh nói thế này: trong đức tin Kitô giáo điều rất khó, nhưng Kitô giáo dạy rằng ơn trời thì được, còn tôi thì tôi nghĩ rằng phải cố gắng diệt ngã. Thì mỗi quan điểm có khác nhau, nhưng mà tôi đồng ý cái quan điểm là vì sợ, và chính vì sợ đó nên nơm nớp lo sợ. Và gốc lo sợ đó là gì? Không tha thứ, và vì thế không cho gì cả, nên lúc nào cũng đánh đổi. Anh chị em, nếu chúng ta sợ người ta, không bao giờ chúng ta có gì cho. Nếu chúng ta sợ người ta, chúng ta bất an luôn luôn. Nhưng nếu chúng ta cho chính cái phẩm giá của chúng ta, con người của chúng ta, thì chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Và xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta. Anh chị em thấy trong gia đình của chúng ta, mọi người chúng ta thấy nhiều sự vấn đề lắm. Nếu lúc nào cũng phòng thủ hết tất cả thì luôn luôn tất cả lúc nào cũng là pháo đài. Còn nếu chúng ta tha thứ, chúng ta bắt một nhịp cầu, và như thế chúng ta nối kết với nhau. Xin Chúa ở với chúng ta luôn. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.